Bảo thằng Thịnh đặt điện thoại lại gần đây cái. Bảo thằng Thịnh đưa điện thoại lại gần đây cái mất mạng rồi. Dẫn đường đến Hồ Hoàn Kiếm. Đang điều hướng đến Hồ Hoàn Kiếm. Đi về hướng Nam lên Phạm Văn Đồng, về phía ngõ 59 đường Phạm Văn Đồng.